Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Midsize Racing, một chiếc xe được nguyên trang bị nguyên bộ group của Simrosura và càng carbon các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu đen xanh. Em đánh giá chiếc xe trên 80%. Một vài vết xước không đáng kể, những vết nứt chân chim này không đáng kể gì đến chất lượng của xe. Midsize Racing, cọc yên của ABR. Để yên đây là trang web chính hãng của xe, các bác thể lên search về trang web này. Càng carbon, xe được trang bị bộ vành rất là cao cấp đến từ thương hiệu của Shimano R500, rất cao cấp các nhé, một bộ vành của Shimano. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Sora, Shimano Sora. Bộ khung siêu nhẹ của 7005. Cao cấp hơn Aluminium 6061 hay 60 đây các bạn nhé, 7005 Aluminium. Càng carbon, đây những vân vân carbon này ở trên càng. Vành trước của xe là cũng là của Shimano R500, vành rất là cao cấp. Ni lông của ABR, đầu xe thì có chữ M biểu tượng của logo của hãng. Bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sora. Xe được trang bị bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora. Bên này bên lip, bên này bên đĩa các bác. Shimano Sora, nguyên bộ group của Shimano Sora. Cổ 6061 aluminium rất là nhẹ các bác nhé. Xe được trang bị bộ khung là siêu nhẹ. Thông số lốp là 700 x 23C. Bộ lip 9 tầng, lip còn rất là mới các bác nhé. 2, 4, 6, 8, 9. Củ đề của Shimano Sora, đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Và trên khung xe có ghi là size 480mm, size 48 của các bác từ 1m6 và 1m7. Em sẽ đo, em sẽ đi vào chuyển động lên lift. Vâng, chuyển động rất tốt, xuống lít. Bên tay phải là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora, rất là cao cấp. Vâng, chuyển động rất tốt các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe đến từ thương hiệu Midsize Racing. Vâng, và bây giờ review xong chiếc xe Midsize Racing
Xe được trang bị khung nhôm cả carbon, bộ khung 7005 siêu nhẹ. Được trang bị nguyên bộ group của Shimano Sora. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7/15. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Xe Đạp và nhớ chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất của cửa hàng Kia Xe Đạp. Vâng, xin chào và các bạn theo dõi video.